Chiến thuật 352 là điều mà U23 Việt Nam đã tập luyện kỹ lưỡng từ suốt SEA Games 30 đến trước khi khởi tranh vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Sau 2 năm cầm quân, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mạnh dạn thay đổi đội hình từ 3-4-3 sang 3-5-2 một cách chủ động. Trong sơ đồ đội hình này, 3 trung vệ tối ưu theo dự đoán chính là Đình Trọng, Thành Trung và Tấn Sinh. Đình Trọng trở lại giải quyết rất nhiều vấn đề cho huấn luyện viên Park Hang-seo khi Thành Trung có thể giặt biên trái để thay cho Văn Hậu. Thành Trung là trung vệ rất có duyên ghi bàn và khi được giặt biên, thay vì trấn giữ trước cầu môn như Đình Trọng, cầu thủ Hà Nội sẽ uy hiếp được cầu môn đối phương. Ở bên phải, Tấn Sinh vẫn là sự lựa chọn an toàn khi huấn luyện viên Park Hang-seo từ lâu đã đo ni đóng giày cho cầu thủ người Quảng Nam. Hàng tiền vệ chắc chắn sẽ là một cái tên mới góp mặt và đây là điều huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán cực kỳ kỹ càng. Ngoài giúp cân bằng cho chính đội nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo phải đem lại sự mới lạ, bất ngờ cho đối thủ. Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, bộ ba cầu thủ đá chính của U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 không còn được đá, khiến cho chiến lược gia sinh năm 19 cũng phải thay đổi sang đội hình 352 vì điều này. Huấn luyện viên Park Hang-seo không thể tìm ra cầu thủ đa năng như Hùng Dũng cho tuyến giữa của đội tuyển. Tuy nhiên, Quang Hải cũng sẽ là lựa chọn không tồi. 2 năm trước ở Trung Quốc, cầu thủ Hà Nội đã chơi rất thăng hoa ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hải con không ngại tranh chấp và cũng thừa kỹ năng chuyền bóng chuẩn xác cao. Ở Hà Nội nhiều năm qua, Quang Hải cũng được chọn cho vị trí này thay vì tiền đạo cánh như khi lên tập trung đội tuyển của thầy Park sau vòng chung kết U23 châu Á 2018 tới đây. Quang Hải nhiều khả năng sẽ đá cặp với Hoàng Đức, tiền vệ có cái chân trái dị như Hải con. Hoàng Đức không mạnh về phòng ngự nhưng thừa quyết đoán với những cú sút từ tiếng hai. Đó sẽ là một giải pháp hay cho huấn luyện viên Park Hang-seo khi thế trận bế tắc. Hoàng Đức đã được trui rèn cho giải đấu này rất lâu và không hề có sự bỡ ngỡ khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Một tiền vệ trung tâm còn lại sẽ giúp Quang Hải, Hoàng Đức hướng về phía trước chính là Đức Chiến. Tiền vệ đa năng này có thể lùi xuống chơi như một trung vệ khi cần thiết. Và ở SEA Games 30, Đức Chiến đã sánh vai đánh chặn không hề tồi. Cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ ra sân với 2 tiền đạo, Đức Chinh và Tiến Linh. Bộ đôi này tưởng chừng không thể hợp nhau nhưng lại chơi như thể đồng đội trong câu lạc bộ từ trước rất lâu.